Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Gia đình nào có 4 cặp con giáp này đảm bảo giàu sang và phú quý. Kính thưa quý vị và các bạn, theo như quan niệm của người châu Á, việc dựng vợ gả chồng là một chuyện vô cùng trọng đại. Bởi lẽ thành gia lập thất là cột mốc quyết định người sẽ cùng mình trải qua ấm lạnh trong phần còn lại của nhân sinh. Đích đến cuối cùng của tình yêu luôn là một cuộc hôn nhân tròn vẹn và hạnh phúc. Và cuộc hôn nhân đó sẽ càng hạnh phúc hơn khi mà tuổi của mình và tuổi của người yêu mình hợp mệnh với nhau. Và mỗi người chúng ta đều cầm tinh cho mình một con giáp. Mà trong số 12 con giáp, có một số cặp con giáp sẽ hợp cả về đường tình duyên lẫn đường làm ăn. Khi ghép đôi lại với nhau, đảm bảo sẽ luôn hạnh phúc, rủng rỉnh về tài lộc. Vậy thì bạn có biết những con giáp nào cực hợp với nhau hay không? Khi về chung một nhà, có thể mang lại tài lộc vượng khí cả đời hay không? Ngày hôm nay, hãy cùng kênh Tử Vi chúng ta cùng nhau đi điểm danh 4 cặp con giáp được cho là định mệnh của nhau nếu về chung một nhà. Có thể rước thêm phú quý, may mắn ngập tràn. Thứ nhất, tuổi Tý và tuổi Thìn. Chuột và rồng có thể nói là cặp đôi gần như hoàn hảo. Dù là bạn, dù là người yêu hay là thành viên trong một gia đình, thì hai hành tinh này nếu kết hợp với nhau rất là ăn ý và hỗ trợ cho nhau vô cùng tốt. Trong khi rồng là tuổi hoành tráng nhất trong số 12 con giáp, luôn giữ được dáng vẻ uy nghi nổi trội nhất, thì chuột lại là tuổi rất thông minh, biết cách rất nịnh rồng và nép vế bên rồng, dũng mãnh và uy phong. Chuột thông minh, nhanh nhẹn, luôn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Còn nét dũng mãnh cộng với sự thông minh của rồng cũng khiến cho người ta khâm phục và nhớ mãi về cách ứng xử rất nhiệt tình. Đôi khi hai tuổi này có thể mâu thuẫn nhỏ với nhau, thế nhưng những rắc rối này đã được hóa giải rất tự nhiên, hài hước. Và không khí lại trở nên ôn hòa như bình thường. Khi là một cặp uyên ương, tuổi Tý và tuổi Thìn luôn có sức hút với nhau rất lớn. Cả hai đều có nguồn sinh lực dồi dào để cùng nhau khám phá cuộc sống. Còn khi là người bạn hay người đối tác làm ăn, họ cũng kết hợp với nhau rất khớp. Chuột đủ khôn ngoan sắc sảo để dành cho rồng vị trí là người tiên phong. Với cách này thì rồng phát huy hết được năng lực và sự tài ba của mình. Họ sẽ cùng nhau xây dựng một vương quốc phát triển và thịnh vượng. Còn giáp tuổi Tý hoạt bát, năng động, dí dỏm hay mang lại niềm vui cho người khác. Còn con giáp tuổi Thìn thì luôn dũng mãnh, uy nghi, khiến cho người khác phải kính nể và tôn trọng. Sự vui vẻ và hài hước của mình thì người tuổi Tý đã làm dịu đi sự nghiêm túc và tô thêm màu sắc cho cuộc sống của những người tuổi Thìn. Và ngược lại, sự uy nghi của người tuổi Thìn khiến cho tính tự do phóng khoáng của người tuổi Tý giảm bớt đi phần nào. Nếu nói về độ hợp nhau giữa hai con giáp tuổi Tý và con giáp tuổi Thìn, thì mối quan hệ của cặp đôi này thi thoảng có xảy ra mâu thuẫn. Thế nhưng, những rắc rối sẽ được gỡ ngày sau đó, mọi chuyện tốt đẹp trở lại. Nói tóm lại, hai con giáp tuổi Tý và tuổi Thìn là hai con giáp vô cùng hợp với nhau. Nếu như nói đến công việc làm ăn kinh doanh, nếu người tuổi Tý có ý định hoặc đang cùng người tuổi Thìn hợp tác làm ăn thì đây là điều vô cùng tuyệt vời, bởi vì con giáp tuổi Tý và tuổi Thìn luôn biết cách hỗ trợ cho nhau một cách hoàn hảo và sẽ đạt được thành công trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Bằng trí thông minh, sự nhạy bén của mình, người tuổi Tý sẽ giúp cho người tuổi Thìn phát huy được những khả năng, bản lĩnh vốn có của mình. Hai con giáp này được coi là đồng minh ăn ý với nhau. Giữa con giáp tuổi Tý và con giáp tuổi Thìn cũng ít khi xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp lợi ích, cho nên mối quan hệ hợp tác này luôn được vững chắc và bền lâu. Giữa hai con giáp tuổi Tý và tuổi Thìn cũng có một điểm chung lớn là đều thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Người tuổi Tý gây ấn tượng nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn, biết tạo ra tiếng cười cho những người xung quanh. Còn người tuổi Thìn nhờ nét dũng mãnh, sự thông minh không thua kém ai của mình cũng khiến cho người khác khi tiếp xúc hay khâm phục nhớ về họ với cách ứng xử rất nhiệt thành. Sự hợp tác nào cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn. Mối quan hệ của con giáp tuổi Thìn và con giáp tuổi Tý trong công việc làm ăn cũng như vậy. Thế nhưng, những rắc rối này sẽ được hóa giải một cách tự nhiên, vui vẻ.
Còn nếu là người yêu của nhau thì hai con giáp tuổi Tý và tuổi Thìn như hai nam châm trái cực với nhau, họ có sức hút với nhau rất lớn. Cả hai đều rất tôn trọng và họ có thể giữ được ngọn lửa mãnh liệt của tình yêu, và đương nhiên họ cũng rất trung thủy trong tình yêu. Người tuổi Thìn uy vũ, dũng mãnh, còn người tuổi Tý thông minh, lanh lợi, cho nên đây sẽ là một cặp hoàn hảo, luôn hỗ trợ giúp đỡ cho nhau. Trong tình yêu, con giáp tuổi Tý trở nên khiêm tốn hơn, tuổi Tý nép vào tuổi Thìn để được bảo vệ, chứ không tỏ ra mạnh mẽ, thích bảo vệ người khác như cặp đôi con giáp tuổi Tý và tuổi Mão. Nếu nói về tình yêu của cặp đôi con giáp tuổi Tý và con giáp tuổi Thìn, thì với những người nam giới tuổi Tý và nữ giới tuổi Thìn, thì đây sẽ là một cặp đôi khá lý tưởng. Nam giới tuổi Tý vốn hiểu tâm lý của người khác, biết tôn kính họ, điều này có thể thỏa mãn lòng kiêu hãnh cho đối phương. Không những thế, nam giới tuổi Tý là người biết cách chiều chuộng bằng mọi cách để làm thỏa mãn mọi tính cách cũng như tâm lý thích viển vông, lãng mạn của những cô nàng thuộc con giáp tuổi Thìn. Còn những người phụ nữ tuổi Tý và những người đàn ông tuổi Thìn thì cặp đôi này sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Để giúp cho nam giới tuổi Thìn phát triển sự nghiệp của mình thì những cô nàng tuổi Tý sẽ không ngần ngại hy sinh giúp sức cho chàng trong cả công danh lẫn sự nghiệp. Ngược lại, những cô nàng tuổi Tý sẽ cảm thấy mãn nguyện trước những thành tựu của những chàng trai tuổi Thìn này. Cặp đôi số 2, tuổi Tỵ và tuổi Dậu. Tuổi Tỵ và tuổi Dậu sẽ là một cặp ăn ý bởi họ có nhiều điểm chung về sở thích, quan niệm sống. Cả hai con giáp này đều thích các hoạt động xã hội. Người tuổi Tỵ nhỏ nhã, lịch sự, rất thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon và thích xem kịch. Người tuổi Tỵ sẽ thường bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ của cuộc sống. Người này dựa vào chính bản thân của mình để phán đoán, hành sự, ít khi trao đổi, giao lưu với người khác. Họ là những người có tính tôn chỉ rất cao hoặc là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ. Bất luận thế nào thì người tuổi Tỵ thường thà tin vào sự mù quáng của mình chứ không muốn giao tiếp hoặc nhận lời khuyên của người khác. Còn với những người sinh vào tuổi Dậu là những người có tướng mạo thu hút người khác, đặc biệt nam giới rất khôi ngô, mạnh mẽ và kiên cường. Tính cách của người tuổi Dậu được chia thành hai loại. Một loại là thích nói chuyện phiếm hay nói lung tung, tính cách sôi nổi. Còn loại kia là những người biết giỏi đoán ý người khác qua lời nói, sắc mặt. Hai nhóm người này rất khó sống chung với nhau. Người tuổi Dậu có không ít những phẩm chất tốt để bù đắp những khiếm khuyết của bản thân mình. Họ rất tự tin, năng nổ, khả năng tổ chức cao, nghiêm túc, chăm chỉ, thẳng thắn, biết cách giải quyết những khó khăn. Tuổi Tỵ luôn hấp dẫn, quyến rũ, thích sự nổi tiếng. Còn những người tuổi Dậu thích dòng chơi cùng bạn bè. Dù vậy, cả hai đều biết cách làm cho không khí gia đình thoải mái và an lành. Hai con giáp này, dù là bạn, dù là người yêu, đối tác làm ăn hay là thành viên trong gia đình, thì mối quan hệ của họ đều rất vững chắc và bền chặt. Nếu là cặp uyên ương thì tình yêu của họ rất ổn định, hòa thuận. Người tuổi Dậu hay chú ý tới chi tiết của sự việc, luôn giữ cho không khí gia đình ấm cúng, thoải mái. Tuy thế, đôi khi họ cũng nhiều lời và hay mặc cả. Người tuổi Tỵ lại hết sức may mắn với chuyện tiền bạc, do đó họ chính là những người mang thành công của cải về cho gia đình. Và những người tuổi Tỵ này thường hay ghen và có tính xả hữu nhưng không gây hại cho mối quan hệ của hai người. Hơn thế, tuổi Dậu rất trung thành và tận tâm nên tuổi Tỵ càng không có lý do gì để ghen tuông. Khi tuổi Tỵ và tuổi Dậu là đối tác làm ăn với nhau thì công ty của họ sẽ phát triển một cách thịnh vượng và có trật tự. Người tuổi Dậu hay chú ý tới tiểu tiết nên có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, họ còn phụ trách việc lập ra những kế hoạch mang tính chắc chắn và an toàn. Cả hai đều thích thực tế, không ưa sự mạo hiểm. Bởi vậy có thể nói rằng hai con giáp này khá đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. Cặp đôi số 3, cặp đôi tuổi Dần và tuổi Tuất. Theo như tử vi 12 con giáp thì hai con giáp tuổi Dần và tuổi Tuất có khá nhiều điểm chung. Những người này luôn tìm cách làm cho người kia hài lòng. Hai hành tinh này luôn trung thành và luôn thích bảo vệ nhau. Bởi vậy nếu hai con giáp tuổi này có mối quan hệ mật thiết với nhau, nhất là về mặt tình cảm, thì cả hai đều thấy rất an tâm, hoàn toàn tin tưởng vào nhau.
Thông thường, con giáp tuổi Dần thường muốn chạy khỏi những mối quan hệ có tính chất gò bó hoặc là hạn chế tự do. Thế nhưng, riêng với con giáp tuổi Tuất, sự ràng buộc của hai người là hoàn toàn hợp lý và thậm chí người tuổi Dần còn thích sự ràng buộc hết sức tế nhị đó. Và dường như con giáp tuổi Dần luôn ủng hộ con giáp tuổi Tuất trong các hoạt động của đời sống hàng ngày, và tuổi Tuất thấy mình may mắn, hào hứng đón nhận được điều đó. Có đôi khi con giáp tuổi Tuất hơi bi quan, không đặt niềm tin nhiều vào người khác. Tuy vậy, đối với con giáp tuổi Dần thì tuổi Tuất lại hoàn toàn khác. Tuổi Tuất thấy mình vững vàng hơn khi được ở cạnh bên con giáp tuổi Dần. Và khi là một cặp uyên ương thì hai con giáp tuổi này tạo ra được không khí vui vẻ cho nhau, sắp xếp thời gian hợp lý cho cả việc chung lẫn việc riêng. Điều này là yếu tố hết sức quan trọng để tuổi Dần có thể giữ được cân bằng trong cuộc sống của mình. Mặc dù người tuổi Tuất đôi lúc nhạy cảm, cần thời gian một mình, mặc dù cả hai đều thích làm theo ý mình, thế nhưng cả hai đều trung thực, thành thật với nhau. Bởi vậy mà tuổi Dần và tuổi Tuất rất tôn trọng nhau và mối quan hệ của họ rất bền vững. Còn nếu là đối tác kinh doanh thì hai con giáp tuổi này kết hợp với nhau khá ăn ý, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của con giáp tuổi Dần, sự trung thành đáng tin cậy của con giáp tuổi Tuất. Thi thoảng con giáp tuổi Tuất cũng góp ý những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người. Bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà con giáp tuổi Tuất thấy không hài lòng nhất ở con giáp tuổi Dần là đôi khi tuổi Dần nhanh chán, ít kiên trì hơn tuổi Tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá nhanh và rất ổn thỏa. Cặp đôi số 4, tuổi Mão và tuổi Hợi. Theo như tử vi 12 con giáp cho rằng, cặp đôi con giáp tuổi Mão và tuổi Hợi sẽ tạo thành mối quan hệ khá hài hòa. Những người tuổi Hợi luôn cảm thấy thoải mái, sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ người mình yêu quý. Điều này rất cần cho con giáp tuổi Mão, bởi vì tuổi Mão vốn cần sự hỗ trợ từ bạn bè, từ người thân khi gặp rắc rối để giữ được cân bằng trong cuộc sống. Bởi vậy mà hai con giáp tuổi này luôn hỗ trợ dẫn đắc lực cho nhau, tạo thành một cặp bài trùng ăn ý. Trong mối quan hệ của hai con giáp tuổi Mão và tuổi Hợi, thì tuổi Hợi vốn rộng lượng, thường chỉ nhìn vào những điểm tốt của người khác, trong khi tuổi Mão làm bạn với ai thường rất thấu hiểu và cảm thông. Bởi vậy hai tuổi này thường bỏ qua được những lỗi lầm của nhau và cùng nhau sống tràn hòa. Những điểm yếu của những người tuổi Mão như nhút nhát, bi động, thường đưa ra ý kiến chủ quan, vượt quá sự chịu đựng của một số con giáp. Thế nhưng riêng với tuổi Hợi thì những tính cách đó chẳng có ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của hai người. Bù lại, tuổi Mão cảm thấy rất hạnh phúc vì có tuổi Hợi bảo vệ và che chở. Thế nên tuổi Mão trung thành, hết lòng với những người tuổi Hợi. Khi là những người yêu nhau thì tuổi Mão và tuổi Hợi sẽ là một cặp trời sinh. Ngôi nhà chung của họ sẽ đầy ắp tiếng cười và không khí ấm cúng. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Hợi đóng vai trò là những người tiền tuyến và tuổi Mão sẽ gửi trọn niềm tin đối với những người tuổi Hợi. Tuổi Hợi sẽ lắng nghe ý kiến, sáng kiến của người tuổi Mão và hai con giáp cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển vô cùng bền vững. Các bạn đã được lắng nghe video gia đình nhà nào có 4 cặp con giáp này đảm bảo sẽ giàu sang phú quý vô cùng của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!